Thưa quý vị, trước tình hình gia tăng bệnh dạy trên người và động vật tại nhiều nơi, với 22 người tử vong trong giai đoạn chỉ từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Y tế đã có chỉ đạo khẩn tăng cường phòng chống bệnh này. Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, từ năm 2022 đến nay, bệnh dạy có xu hướng gia tăng. Nhiều tỉnh, thành phố có bệnh dạy lưu hành trong nhiều năm và có số ca tử vong do dạy cao. Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dạy gia tăng đột biến với 22 trường hợp tử vong, cao hơn cấp đôi so với cùng kỳ 2023, 10 trường hợp. Đặc biệt, gần đây xuất hiện các trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn từ 10 đến 15 ngày, trong đó nhiều trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi bị chó mèo cắn ở vùng đầu mặt, gây thương tích nặng ở khu vực gần thần kinh trung ương. Theo Bộ Y tế, nguyên nhân chủ yếu gây tử vong do dại trên người là do người bị động vật nghi dại cắn không tiêm phòng kịp thời. Nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại cũng như các biện pháp phòng bệnh còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác quản lý đàn chó mèo ở một số địa phương còn lỏng lẻo. Tỷ lệ chó mèo nuôi được tiêm vaccine phòng dại còn thấp, chỉ đạt khoảng 50% tổng đàn, dẫn đến gia tăng số ca bệnh dại trên động vật. Trước tình hình gia tăng bệnh dạy trên người và động vật tại nhiều nơi, để tăng cường công tác phòng chống bệnh dạy, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung triển khai cấp bách một số nội dung. Cụ thể, thực hiện đầy đủ hiệu quả các nội dung trong chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy giai đoạn 2022-2030, ban hành kèm theo quyết định số 2151 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó mèo nghi dại cắn để hướng dẫn tiêm phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và xử lý ổ dịch kịp thời, tăng cường công tác phối hợp liên ngành y tế và thú y để giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bị động vật nghi dại cắn, đồng thời đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dạy, quyết thanh kháng dại, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, bố trí mỗi quyện có nhất một điểm tiêm ở những nơi địa bàn rộng và địa hình khó khăn, xem xét bố trí thêm điểm tiêm tổ chức tập quấn cho cán bộ y tế ở các điểm tiêm vaccine phòng dạy về các kỹ năng tư vấn xử trí các trường hợp bị động vật cắn. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố để mạnh công tác truyền thông về sự nguy hiểm của bệnh dạy, kịp thời chia sẻ thông tin để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và vận động người dân kịp thời đến cơ sở y tế để khám tư vấn và tiêm vaccine phòng dạy, quyết thanh kháng dạy, nhất là tại các địa phương có trường hợp tử vong do dạy và có tỷ lệ tiêm phòng trên chó, mèo thấp tăng cường công tác truyền thông trong trường học cho trẻ em học sinh truyền thông đại chúng truyền thông trực tiếp và truyền thông qua hệ thống tuyên truyền cơ sở tại dùng sâu dùng xa dùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và lưu ý việc không chữa bệnh dạy bằng các biện pháp chưa được bộ y tế công nhận bố trí kinh phí để triển khai đồng bộ hiệu quả các hoạt động phòng chống bệnh dạy trên người và động vật và quy động sự tham gia của các ban ngành đoàn thể cho cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống bệnh dạy